quý vị và các bạn đang xem trên màn hình là chiếc xe của một thương hiệu rất nổi tiếng đến từ đất nước Nhật Bản. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Outlander, phiên bản Premium 2.0, sản xuất năm 2019, đăng ký biển Hà Nội. Chiếc xe này đã chạy chuẩn hơn 5 vạn km. Đồng hồ này thì chúng tôi cam kết chuẩn, có lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng. Dàn lốp theo xe còn nguyên bản và rất mới. Xe được trang bị động cơ xăng và là động cơ mới, động cơ MiVC 2.0 lít, động cơ thông minh, tiết kiệm nhiên liệu, kết hợp với hộp số tự động. Cùng đầy đủ option như nội thất da, la răng đúc, ghế chỉnh điện, dây ghế, khóa thông minh, đề nổ, start, stop, 6 loa nghe nhạc, rửa đèn pha, gạt mưa auto, đèn LED, cửa sổ trời, đầu CD, màn hình cảm ứng, camera lùi, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Sang số thể thao trên vô lăng, cruise control, ga tự động, hộp lạnh, điều hòa tự động hai vùng độc lập, gương kính chỉnh điện, cập điện, tích hợp xi nhan trên gương, hệ thống an toàn phanh ABS và được trang bị 7 túi khí. Và còn rất nhiều tiện ích khác. Chúng tôi cam kết xe đẹp, chuẩn, có đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản, keo chỉ nguyên bản. Quý vị có thể đến xem xe và có thể check ở bất kỳ đại lý Mitsubishi nào mà quý vị muốn. Chiếc xe này chúng tôi bán với giá 789 triệu đồng. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn vay tối đa lên đến 70% giá trị xe, với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục rất đơn giản. Chỉ từ 3 đến 5 ngày là quý vị và các bạn đã được nhận xe. Nếu quý vị và các bạn đang có nhu cầu mua chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến cửa hàng chúng tôi để xem xe và lái thử. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Chúng tôi mua bán và nhận ship toàn quốc. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.